Hello, xin chào em nhé. Hôm nay ta sẽ cùng nhau để đi săn đồ chơi nhé. Sẽ đi ra đằng này nhé. Wow, ở đây có đồ chơi này các em này. Ta sẽ cùng xem nào. Thì ở đây có các cái chiếc xe đồ chơi này. Xem nào. Đầu tiên này, một chiếc xe bồn nha. Xe chở rác này. Ok. Tiếp theo, đây là một chiếc xe lù này. Xe cần cẩu này. Cuối cùng, xem nào. Đây là một chiếc xe chữa cháy các em nhé. Thì xe chữa cháy này. Rồi, ok. Tiếp tục ra đằng này xem có đồ chơi gì nữa không nha. Wow, ở đây có rất là nhiều đồ chơi luôn này các em ơi. Xem nào. Ê, có rất là nhiều các chiếc xe ô tô đã bị hỏng này. Có cả đồ chơi siêu nhân luôn. Ta cùng xem nào. Đầu tiên này, đây là một chiếc máy bay nha. Siêu nhân này, Iron Man này. Ở đây cũng là Iron Man nha. Tiếp tục này, đây là một chiếc xe ô tô biến hình này. Đó, bạn này có thể biến hình trở thành một chiếc xe cứu hỏa nha. Trong phim đấy. Ê, xem nào. Wow, một chiếc xe mô tô này. Xe mô tô màu đỏ nha. Ê, gì đây. Máy bay tiếp này. Ở đây có hình của chú Thor này. Đó, thần sét nha. Rồi các em thấy này, ở đây còn có các chiếc xe đã bị hỏng này. Ta sẽ cùng nhau để sửa chữa các cái món đồ chơi này nha. Đầu tiên này, xem nào, ta sửa chữa chiếc xe này đi nha. Ý, đây là xe gì đây? Đây là đầu xe này. Đó, ta sẽ lắp đầu xe nhé. Sẽ vặn ốc vít vào này. Rồi, ok. Xem nào. À, đây rồi. Đây là một chiếc xe trộn bê tông em nhé. Đó, đây là cái bồn trộn bê tông này. Để xem nào. Rồi, ok. Xoay này. Đó, ta xoay thì cái bồn này nó sẽ xoay nhé. Ok, ta sẽ lắp bánh này. Bánh xe này. Rồi, như vậy đã sửa được một chiếc xe rồi các em nhé. Đây là một chiếc xe trộn bê tông này. Tiếp theo, xem nào. Ê, đây là một chiếc máy xúc này. Đó, ta sẽ lắp phần máy xúc này vào nhé. Tháo rời ra này. Rồi, ok. Đã xong này. Xem nào. Sẽ lắp bánh xe nha. Bánh sau này. Rồi. Đó. Lại tuột rồi. Xem nào. Ok. Đó các em xem này. Một chiếc máy xúc nha. Chiếc máy xúc còn rất là mới luôn. Đấy, bánh xe này. Rồi, cho vào giỏ này. Tiếp theo, xem nào. Ê, cái là xe gì luôn, ta sẽ lắp phần đầu xe trước đi nhé. Rồi, tiếp theo này. Ok.
đầu xe này. À, đây là thùng này. Đây là một chiếc xe tải các em nhé. Ta sẽ xem nào. Đó. Giờ ta sẽ bắt ốc vít vào nha. Ta sẽ vặn ốc vít vào này. Rồi, tiếp tục này. Ok, đã xong phần thùng xe này. Thì một chiếc xe tải rất là to luôn các em nhé. Đó, giờ ta sẽ lắp bánh xe. Xem nào. Bánh sau này. Rồi, ok. Vậy đã sửa thêm được một chiếc xe tải các em nhé. Xe tải còn rất là mới luôn này. Đó. Xe rất to và đẹp nha. Tiếp theo này. Đây là một chiếc xe xúc này. Có cả san ủi luôn nha. Xe xúc ủi này. Xem nào. Ta sẽ lắp bánh xe cho chiếc xe này nha. Rồi. Đã xong rồi các em nhé. Một chiếc xe xúc ủi này. Xoay được nha. Ở đây phần gầu múc này. Ui, xe rất mới và đẹp luôn nha. Ok. Ây cha, xe gì đây? Xem nào. Lại một chiếc máy xúc nữa này các em này. Xe này xem nào, ta sẽ lắp bánh nha. Hai bánh trước này. Bánh sau này. Rồi. Đấy. Một chiếc xe xúc nha. Cho vào đây. Cuối cùng này. Đấy. Đây là một chiếc xe trộn bê tông em nhé. Thì xem nào. Rồi. Thì chiếc xe này rất to và đẹp luôn này. Xe trộn bê tông. Ta sẽ lắp bánh xe nhé. Rồi. Tiếp tục này. Rồi các em thấy này, một chiếc xe trộn bê tông rất to và đẹp luôn nha. Ý, đã bị tuột bánh rồi. Đó. Chiếc xe trộn bê tông cũng còn rất là mới nha. Đây này. Nhiều xe luôn này. Xe tải này. Một chiếc xe xúc ổi này. Xe trộn bê tông này. Xe xúc này. Wow. Rất là nhiều đồ chơi luôn này các em này. Đây cả một giỏ đồ chơi luôn này. Rồi sẽ cùng mang các cái chiếc xe đồ chơi này về các em nha. Xin chào các em.